Phiên 26 tháng 6, giá trị vốn hóa thị trường của trang thương mại điện tử Amazon.com lần đầu tiên đạt mức 2.000 tỷ đô la Mỹ. Điều này đưa Amazon trở thành doanh nghiệp thứ 5 của Mỹ đạt thành tích này khi tâm lý lạc quan về trí tuệ nhân tạo AI và triển vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay đã thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm liên quan đến cổ phiếu công nghệ. Cụ thể, giá cổ phiếu của Amazon đã tăng 3,4% lên 192,70 đô la Mỹ, đưa giá thị trường của gã khổng lồ thương mại điện tử này lên hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ và đưa Amazon vào cùng nhóm với các đối thủ nặng ký về công nghệ như Microsoft Corp, Apple Inc, Nvidia Corp và Alphabet. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong năm nay nhờ sức hút của lĩnh vực AI, sự lạc quan về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ và tiềm năng nới lỏng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Phố Wall đang giao dịch gần mức kỷ lục, phần lớn nhờ lực đẩy từ nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn như Nvidia và Amazon, cũng như cổ phiếu dự kiến sẽ được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp hơn.